Chính phủ ban hành Nghị định 100, nới rộng điều kiện về thu nhập cho người mua nhà ở xã hội. 24 năm kể từ phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán. Sau mấy chục năm phát triển của thị trường chứng khoán, một mã cổ phiếu này hoặc là 1.000 hoặc là 10.000 mã cổ phiếu này nó chỉ trong trước mắt. Nội dung tiêu điểm tài chính kinh doanh tối nay. Quá tải du lịch, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha quy định quay lưng với du khách. Hai mươi sáu triệu lượt du khách nhưng mà dân số ở Barcelona chỉ có khoảng 1,6 triệu dân thôi, đã làm cho giá thuê bất động sản ở đây tăng cao. Và giới chức thành phố này đã phải quyết định hạn chế tất cả các khoản cho thuê nhà ngắn hạn. Và liệu điều này thì có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Câu chuyện có trong tài chính doanh tối nay. Một thông tin vui cho quý vị nào đang muốn mua nhà xã hội, đó là điều kiện về thu nhập đã được nới rộng. Cụ thể là thay vì người mua nhà xã hội phải có thu nhập dưới mức 11 triệu đồng một tháng như trước đây, thì theo Nghị định số 100 năm 2024 của Chính phủ vừa mới được ban hành, người đứng đơn mua nhà là người độc thân thì phải có thu nhập thực nhận không quá là 15 triệu đồng một tháng. Còn người đứng đơn là đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó có tổng thu nhập thực nhận là không quá 30 triệu đồng một tháng thì đủ điều kiện để có thể mua nhà xã hội. Vâng, ghi nhận từ thực tế cho thấy là với thu nhập khoảng dưới 11 triệu đồng một tháng thì người lao động khó có thể đủ khả năng vừa trang trải chi phí sinh hoạt, vừa tích lũy tiền để mua nhà. Trong khi nhóm đối tượng có thu nhập cao hơn mức trên thì lại không thuộc đối tượng được phép mua nhà ở xã hội với mức giá vừa phải. Từ đó đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực như là tìm mọi cách để làm đẹp hồ sơ hoặc là nhà ở xã hội không bán được do không tìm được đối tượng đủ điều kiện. Vì vậy, điểm thay đổi quan trọng này trong nghị định mới ban hành được đánh giá sẽ giúp gỡ khó cho người mua và cả doanh nghiệp xây nhà ở xã hội. Và thời gian xác định điều kiện về thu nhập của hai nhóm đối tượng trên là trong một năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua nhà ở xã hội. Và một thông tin chúng tôi mới được cập nhật vào chiều nay, đó là Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc. Quyết định điều tra dựa trên yêu cầu do các công ty sản xuất trong nước cáo buộc các nhà sản xuất thép cán nóng từ Ấn Độ và Trung Quốc đang bán phá giá sản phẩm này sang Việt Nam, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Và Cục Phòng vệ Thương mại cho biết thêm là thời kỳ thu thập dữ liệu để đánh giá hành vi bán phá giá là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thời kỳ thu thập dữ liệu để đánh giá thiệt hại của ngành sản xuất trong nước là 3 năm, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2024. Và cơ quan điều tra sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc này. Hai mươi tám tháng bảy năm 2024. Trải qua 24 năm kể từ phiên giao dịch đầu tiên với hai mã chứng khoán SAM và RE, thị trường giờ đã có 729 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE và HNX, 878 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom. Nhiều cột mốc đáng nhớ, nhưng vẫn còn đó một số giấc mơ dang dở. Thưa quý vị khán giả, thưa các nhà đầu tư, ngày hôm nay thì chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức là 1.246,6 điểm, so với mốc chỉ 100 điểm của 24 năm trước khi mà thị trường có phiên giao dịch đầu tiên. Thực ra thì con số quanh 1.200 điểm thì không phải là điều gì mới đối với chỉ số này. Thị trường đã từng chứng kiến con số này vào giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán 2006-2007. Và đây cũng là giai đoạn ra đời của bản tin tài chính, tiền thân của bản tin tài chính kinh doanh bây giờ. Gần 20 năm đồng hành cùng với nền kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, những người làm chương trình cũng phần nào
cảm thấy tự hào vì chúng tôi đã có thể đi một hành trình nhiều ý nghĩa như vậy với quý vị khán giả và với các nhà đầu tư, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, không chỉ trên nền tảng sóng TV ngày xưa mà bây giờ là cả trên các nền tảng số của VTV Money nữa. Dạ vâng, vẫn là bản tin tài chính đúng không? Nhưng mà rõ ràng là đã có rất nhiều thay đổi rồi. Vẫn là cột mốc quanh 1.200 điểm nhưng mà VN Index nhưng thực ra là đã khác xưa rất nhiều rồi. Ngày ấy và bây giờ khác nhau như thế nào? Chúng ta hãy cùng VTV Money nhìn lại 24 năm thị trường chứng khoán trong tiêu điểm tối nay. Thưa quý vị, cũng là mốc quanh 1.200 điểm của VN Index, nhưng mà giai đoạn năm 2007, vốn hóa thị trường chứng khoán khi đó chỉ vào khoảng 500.000 tỷ đồng. Còn ở năm 2024 hiện tại, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp trên 3 sàn là HOSE, HNX và Upcom đã lên đến con số là 6,9 triệu tỷ đồng, tương đương 67% GDP. Trong đó có đến 49 doanh nghiệp tỷ đô cùng hàng trăm cái tên có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Hơn 2 thập kỷ, có thể nói thị trường chứng khoán đã và đang đóng vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Giá trị giao dịch cũng ngày một sôi động. Hiện thị trường đã có xấp xỉ 8 triệu tài khoản chứng khoán, với thanh khoản lên mức cao, có thời điểm đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho một phiên. Tỷ phú đầu tư Warren Buffett từng có một câu nói nổi tiếng: khi một người được ngồi trong bóng mát ngày hôm nay, thì đó là vì có ai đó đã trồng một cái cây từ trước rất lâu rồi. Với những người mới đầu tư, có lẽ sẽ không cảm nhận được quá rõ ràng ý nghĩa của những con số mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã làm được. Chỉ có những người đã gắn bó lâu năm với thị trường mới hiểu, kết quả hiện nay là điều mà trước đây họ chưa từng tưởng tượng. Ngày xưa thì mỗi khi chúng tôi mà đưa tin về thị trường chứng khoán thì chúng tôi thường phải đến các cái sàn giao dịch và dọn trọn vẹn cái phiên giao dịch đấy thì mới có thể làm được tin. Sự phát triển của công nghệ thì nhà đầu tư gần đây thì có thể tiếp cận thông tin một cách gọi là dễ dàng hơn qua internet, qua các cái kênh thông tin khác. Cái thời kỳ mà viết phiếu lệnh bằng tay của nhân viên công ty chứng khoán ấy thì có những người có khi viết cái phiếu đứng phải chờ hàng tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa, nhân viên vẫn chưa xử lý được cái lệnh này. Sau mấy chục năm phát triển của thị trường chứng khoán, một mã cổ phiếu này hoặc là 1.000 hoặc là 10.000 mã cổ phiếu này nó chỉ trong trước mắt, chỉ trong một cái nhấp chuột thôi. Từ vỏn vẹn 2 mã cổ phiếu, thị trường giờ đã có hơn 1.500 mã chứng khoán và chứng chỉ quỹ. Không chỉ nhà đầu tư, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thoát qua một cái thì nghe có vẻ là nhanh, nhưng mà thực ra 24 năm mới là giai đoạn gọi là chập chững của thị trường chứng khoán non trẻ. Sau những cái cải tổ quyết liệt của Ủy ban chứng khoán cũng như các cơ quan hữu quan trong suốt năm 2022 đến nay, thì tôi mong mỏi sắp tới là thị trường sẽ minh bạch hơn, sẽ có nhiều những doanh nghiệp chất lượng hơn được niêm yết mới để cung cấp thêm những hàng hóa chất lượng cho nhà đầu tư trong thời gian tới. Trải qua nhiều thay đổi, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phổ biến và trở nên dễ tiếp cận hơn. Để rồi ngọn lửa đam mê sẽ được truyền tải từ thế hệ nhà đầu tư này qua thế hệ nhà đầu tư khác, mang đến ngày càng nhiều thêm những làn gió mới. Thị trường chứng khoán sau 24 năm cũng được ghi nhận về tính minh bạch ngày càng được nâng cao. Rất nhiều đối tượng vi phạm, thao túng, trục lợi trên thị trường chứng khoán đều đã bị đưa ra xét xử một cách nghiêm minh để giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định và bền vững hơn. Dù đang liên tục được xây dựng, cải thiện và tân trang, nhưng mà tính hấp dẫn nhà đầu tư của thị trường, đặc biệt là với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, đang cần được xem xét. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, nhà đầu tư ngoại đã bán dòng gần 160.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Con số này đẩy giá trị mua dòng lũy kế của khối ngoại từ khi chứng khoán Việt Nam hoạt động vào năm 2000 cho đến nay chỉ còn khoảng 6.700 tỷ đồng. Gỡ đi những nút thắt về nâng hạng, tăng nguồn cung hàng hóa trên thị trường đang là những yếu tố tiên quyết để tăng cường tính bền vững của dòng vốn vào chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Tôi gặp các nhà đầu tư ở nước ngoài á, họ nhìn Việt Nam như là thị trường mới nổi rồi. 100 triệu dân, năng động, chủ động, hiệu quả, đoàn kết, ổn định, phát triển. Họ rất thích cái đó. Nhìn cái danh sách các nước mới nổi và họ không kiếm được Việt Nam. Chà, họ hơi thất vọng bởi vì họ muốn đầu tư vào Việt Nam. Giải pháp được đưa ra để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, và theo cái hướng đó là các nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền vào Việt Nam vào thời điểm thanh toán. Các tổ chức đánh giá thị trường Việt Nam có nhiều sự tiến triển và có kỳ vọng
trong việc là đưa ra những giải pháp khả thi để hướng tới nâng lại thị trường. Năm 2023, cái lượng cái tiền huy động từ IPO ở Việt Nam là 7 triệu đô la so với 3 tỷ 607 triệu đô la của Indonesia. Chúng ta làm sao đấy phải tối ưu hóa được cái vấn đề nâng hạng đấy. Nó không phải là vấn đề về hình ảnh mà nó là vấn đề dòng vốn thực sự vào Việt Nam. Những năm gần đây, có thể thấy Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý đang rất nỗ lực tăng cường các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ cho thị trường. Từ phái sinh, chứng quyền, ETF, hay từ năm 2022, chu kỳ giao dịch chứng khoán chính thức được rút ngắn từ T+3 xuống còn T+2, góp phần làm gia tăng sự linh hoạt trong đầu tư chứng khoán. Hay tới đây, nút thắt về nâng hạng dự kiến cũng sẽ sớm được tháo gỡ với dự thảo sửa đổi quy định về giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư ngoại đang được lấy ý kiến. 24 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên, nhiều điểm được và có những điểm chưa được. Nhưng đó cũng là động lực để thị trường chứng khoán tiếp tục bước những bước chắc chắn vào một giai đoạn phát triển mới. Vâng, và để phát triển thêm những điểm được và hoàn thiện thêm những điều còn dang dở, thì để hoàn thiện những điều này, ngoài những chương trình tiêu điểm, phân tích, gợi mở giải pháp cho thị trường qua chương trình tài chính kinh doanh, thì từ năm 2022, hệ thống chương trình khớp lệnh trên nền tảng số của VTV Money cũng đã được ra đời và đồng hành với các nhà đầu tư. Vâng, cũng như xu hướng đầu tư trên thị trường liên tục thay đổi, liên tục cập nhật, thì 24 năm qua, xu hướng truyền thông cũng đã thay đổi nhiều. Những khán giả ưa thích nền tảng số có thể cập nhật thông tin chính thống qua các chương trình của VTV Money, và chúng tôi hy vọng các chương trình sẽ tiếp tục là người đồng hành, là điểm chạm về thông tin và tri thức để quý vị có thể biết cách đầu tư hiệu quả bền vững hơn. Và càng nhiều người coi chứng khoán là kênh đầu tư dài hạn, thị trường càng vững mạnh để làm tốt vai trò chân kiềng vốn cho nền kinh tế. Một số liệu khả quan đã được đưa ra cuối tuần vừa rồi về ngành công nghiệp của Trung Quốc. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, thì lợi nhuận công nghiệp tháng 6 đã tăng 3,6% so với cùng kỳ của năm ngoái, sau mức tăng 0,7% trong tháng 5. Kết quả tháng 6 đưa tổng lợi nhuận công nghiệp trong nửa đầu năm nay tăng 3,5%. Đà tăng này đạt được trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng vẫn yếu, thị trường việc làm khó khăn và những khó khăn trên thị trường bất động sản. Các con số lợi nhuận công nghiệp trên được tổng hợp từ các công ty có doanh thu hàng năm ít nhất 20 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,76 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động chính. Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra các biện pháp kích thích tiền tệ mạnh hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế. Chỉ vài ngày trước thì chính quyền Trung Quốc đã cắt giảm một số lãi suất cho vay cơ bản. Thưa quý vị, mùa hè đến cũng là lúc mà những điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng tấp nập đón lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên năm nay, cũng từ quá tải du lịch được nhiều người nhắc đến. Và Barcelona, Tây Ban Nha cũng là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất vào mỗi dịp hè về. Riêng năm ngoái thì 26 triệu khách du lịch đã đến đây, một con số rất lớn so với 1,6 triệu cư dân của Barcelona. Mặc dù là du lịch đóng góp tới 15% nền kinh tế, thì nhiều cư dân tại đây đã phẫn nộ. Họ lên tiếng phản đối mạnh mẽ lượng khách du lịch ngày càng tăng và dẫn đến là giá thuê nhà của người dân cũng tăng vọt lên. Chính quyền của Barcelona muốn dừng cấp phép cho thuê ngắn hạn với 10.000 căn hộ, tương đương với 40% chỗ ở trong thành phố này, để đảm bảo nguồn cung nhà ở cho những cư dân mà sống ở đây lâu dài. Giá bất động sản nhà ở tại Barcelona đã tăng trung bình 38% trong thập kỷ qua. Giá thuê nhà trung bình tăng 68%. Để đối phó với cuộc khủng hoảng nhà ở, giới chức Barcelona đã cam kết hạn chế tất cả các khoản cho thuê nhà ngắn hạn vào năm 2028 với hy vọng ổn định lại giá bất động sản. Nhiều người dân hết sức ủng hộ kế hoạch này. Trong những năm gần đây, phải nói là thảm họa khi khách du lịch đến và đi. Những căn hộ cho thuê đâu có người quản lý, chúng tôi cũng chẳng được thông báo. Tại Barcelona, chúng tôi có 10.000 ngôi nhà được xây dựng với mục đích ban đầu là phục vụ cho dân cư, cho các gia đình sinh sống. Thế nhưng giờ đây, chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách đến thành phố. Quyết định của Barcelona được đưa ra sau khi chính quyền Catalonia thông qua luật quy định giấy phép hiện hành đối với căn hộ du lịch sẽ hết hạn vào năm 2028 tại một số khu vực được xác định là thiếu nhà ở giá rẻ. Chính quyền địa phương muốn gia hạn giấy phép phải chứng minh rằng người dân địa phương có thể dễ dàng tìm được nhà ở giá phải chăng. Tuy nhiên, chủ sở hữu các căn hộ du lịch có kế hoạch phản đối quyết định này, cho rằng việc loại bỏ dịch vụ cho thuê ngắn hạn sẽ đe dọa sinh kế của họ và khiến thành phố không có đủ chỗ ở tạm thời.
Theo Apertura, Hiệp hội Căn hộ Du lịch của Barcelona, khoảng 2,5 triệu khách du lịch có nhu cầu thuê căn hộ vào năm ngoái. Nếu 10.000 căn hộ này bị xóa bỏ, thành phố sẽ gặp vấn đề lớn về chỗ ở, đặc biệt là khi diễn ra một số sự kiện nhất định, đòi hỏi cần nhiều phòng để đáp ứng cho du khách đến đây. Thật không công bằng với những ai đã bỏ tiền đầu tư vào dịch vụ cho thuê nhà ở. Họ là những người tạo ra công ăn việc làm, nộp thuế đầy đủ, mà giờ đây bị tước đi mất quyền lợi kinh doanh cơ bản của mình. Theo các chuyên gia trên thị trường, động thái của Barcelona có thể sẽ chưa đủ để giải quyết bài toán thiếu hụt nhà ở, khi ước tính thành phố sẽ cần khoảng 60.000 nhà ở mới có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại. Câu chuyện vừa rồi cũng đã thay lời kết cho chương trình tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.